Không có nhạc thấy nó buồn quá ha. Có gì sôi nổi cho nó đỡ buồn không? Muốn mình làm cái vlog bí gì không? Vừa lấy mụn vừa kể chuyện ma. Kể chuyện ma bằng tiếng Anh. Nóng quá. Ghi vậy luôn nha, đừng có trả lại. Ừ.
Nhìn nó trắng tươi vậy kìa. Xíu rồi thêm tới kìa. Ngủ ngay thì mình ước được 1/10 của nó thôi, 1/10 công lực đó, nằm xuống ngủ liền. Con đây nha. Chú bên kia cái nữa. Con tim bên này cái nữa là xong. Đây nè. Thấy không? Xung to to đây. Ủa lộn, cao cao đây. Yeah.